giới thiệu ra cho mọi người nghĩ là nó làm bằng tay, chứ nên phải mở nhập với số lượng lớn lắm, ta làm sao được. Còn đây là một cái cổ truyền. Người ta phải nó làm được như thế. Tính chuyên nghiệp rồi. Cái bảo quản nó là phải trong bánh, nhân trong cùi, là có hết. Để thoải mái quanh cùi, có đó. Vấn đề quản lý nhà nước theo tôi là hiện nay làm chưa hết chức trách của mình. Thị trường nguyên liệu dồi dào, bánh trung thu handmade nhiều năm nay nổi lên như một xu hướng. Với những quảng cáo về một sản phẩm bánh tự làm, nhân đa dạng, độ ngọt vừa phải, an toàn, đảm bảo. Những bài đăng quảng cáo bánh trung thu handmade luôn nhận được sự quan tâm, lượng tương tác khủng. Trái với quảng cáo, khi liên hệ tới một trong những cửa hàng bánh trung thu handmade quy mô trên các hội nhóm kinh doanh, chúng tôi được người bán hẹn tới một căn nhà tại đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Trong căn hầm nhà để xe, chủ shop mang cho chúng tôi một thùng bánh với một vài mẫu. Do sản xuất tự phát, để an toàn, chủ cửa hàng phải lén lút mang cho khách vì sợ bị lực lượng chức năng phát hiện. Sen này, hoặc là thập cẩm ấy, những cái đấy là mà hoặc là thêm trứng hay vào ấy, thì nó sẽ là 35.000, có nhiều mà. Mẫu hộp thì mọi người xem mẫu nào thì chốt mẫu đấy thì thấy thôi. Về họ tự mua hộp ấy, họ tự gia công, thì bên mình cũng có thể làm như thế mà, nếu như mà mọi người có thời gian. Do nhu cầu lớn của thị trường, các sản phẩm bánh handmade thời điểm trước Trung Thu vô cùng chạy hàng. Theo tiết lộ của chính các cửa hàng phân phối bánh handmade số lượng lớn, thực chất, tất cả các sản phẩm tại đây đều được nhập từ các xưởng bánh gia công. Cho đây bánh rẻ tiền, chỉ có ăn bảo quản nhiều là chính. Cái bảo quản nó là phải trong bánh, nhân trong cùi, là có hết. Bánh làm rất là nhạt, ăn rất vào bộ, công nhận là được. Nhưng bảo quản nó hàng tháng kiến không đậu mà không có bao giờ hỏng. Có mặt tại một xưởng bánh gia công tại ngõ 1 Xuân Đình, mặc dù đã 9 giờ đêm, việc sản xuất bánh vẫn diễn ra vô cùng tấp nập. Trong kho bánh, ngoài những sản phẩm mang thương hiệu của cửa hàng được đăng ký, có hẳn một dây chuyền gia công bánh handmade để cung cấp cho thị trường. Đây là bọn em làm cho cái người mà cái hãng giải handmade thì buôn bán thích về họ bán cái kiểu họ, họ in logo họ bán. Đây là handmade, còn đây là bánh cổ truyền. Người ta phải sao nó làm được như mình chuyên nghiệp rồi. Cái bọn nó làm nó chỉ gọi là làm để ví dụ nó quay video thôi. Xong là nó quay video cho mọi người nghĩ là nó làm bằng tay, chứ nên phải mở nhập với số lượng lớn lắm, ta làm sao được. Bác Hưng một bao nhiêu bác bao nhiêu công nhân như này mà còn trả ra được bao nhiêu. Tất nhiên bọn nó bán tanh tửa trên thị trường cho rằng bán nhân bếp luôn. Chỉ cần chi tiền, khách hàng có thể thoải mái làm giả nhãn mác, đóng tên thương hiệu bất cứ loại bánh trung thu nào. Dẫn chúng tôi đến xem mẻ bánh mới ra lò, chủ xưởng gia công này cho biết đây là hàng đặt bởi hai công ty với tem mác khác nhau đang được công nhân hoàn thiện để trả hàng. Họ nhờ in này, thì là vừa nãy là dán một cái tem ở đây giữa mặt logo của công ty hay là tem bánh này, nhờ hai công ty đây, họ lại tự in logo họ đưa em dán hộ, họ muốn dán ở giữa thì em dán bánh ở dưới này chẳng hạn, như thế thì em dán ở đây làm xong hai bên công ty xong. Tại làng nghề sản xuất bánh trung thu Xuân Đình, thực trạng nhận gia công, nhận đóng gói thương hiệu cho các sản phẩm bánh trà trộn vào thị trường đã xuất hiện nhiều năm nay. Thực trạng này được chủ nhiều cơ sở sản xuất bánh tự nhận. Nguyên liệu nhân nhất thì làm cho đỉnh ra hết chị ạ. Chị em có mấy nhà chuyên bán bột, nhân. Chúng em bán bột, cô em bán nhân, có mấy chúng em bán cung cấp nhân các công ty lớn hết mà. Hiện nay còn nửa tháng mới đến Trung Thu, đúng không? Nhưng cao điểm là một tuần trước khi Trung Thu. Thì lúc đó cái hiện tượng trà trộn hàng nhập khẩu này làm dởm làm giả bắt đầu nó tung ra, và lúc đó người ta vội lợi dụng cái vội vã của người tiêu dùng vào ít chọn lọc thì như thế là nó sẽ tung vào, và cái đó thời điểm đó là thời điểm lực lượng quản lý thị trường và các lực lượng y tế và các cơ quan liên quan phải làm giám sát xử lý nghiêm, công bố kịp thời ngay lập tức cái chuyện này để người tiêu dùng loại bỏ đi, bảo tránh những cái địa chỉ mà không đáng tin cậy, nhất là hàng trôi nổi bán ở chợ, bán ở sạp. Thời gian qua, hàng loạt vụ bắt giữ bánh trung thu kém chất lượng được lực lượng chức năng phát hiện xử lý. Để đảm bảo an toàn, tránh mua phải các sản phẩm bánh kém chất lượng, người tiêu dùng cần tìm hiểu kỹ trước khi mua hàng, lựa chọn những sản phẩm đảm bảo chất lượng, rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ để đảm bảo an toàn khi sử dụng.